Hi, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề là The Merge của Ethereum liệu có cứu được thị trường crypto hay không? Và dành cho những bạn chưa biết thì sự kiện The Merge tiếng Việt còn gọi là sự hợp nhất thì đây là quá trình mà tích hợp giữa Ethereum hiện tại sử dụng cơ chế DAO và Ethereum 2.0 hay còn gọi là Beacon Chain sử dụng cơ chế là đồng thuận. Và nôm na thì đây là lần nâng cấp từ cơ chế Proof of Work sang cơ chế Proof of Stake, và sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 sắp tới. Và nếu như từ đây cho đến đó thì không có lỗi phát sinh nào nữa thì họ sẽ không có trì hoãn cái sự kiện này ha các bạn. Vậy thì tại sao lại xảy ra sự chuyển đổi cơ chế như thế này? Thì từ trước đến bây giờ Bitcoin cũng như là Ethereum thì các tờ DAO họ đều sử dụng những máy DAO chuyên dụng, họ bật lên và họ sẽ xác nhận những giao dịch và từ đó họ sẽ thu về là Bitcoin hoặc là Ethereum. Tuy nhiên điều này nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường bởi vì là tiêu tốn rất là nhiều năng lượng điện cũng như là thải ra môi trường rất là nhiều khí carbon. Vitalik Buterin và đội ngũ của Ethereum cũng đã thấy được điều đó, vì vậy cho nên là họ muốn chuyển từ cơ chế DAO Proof of Work chuyển sang cơ chế đồng thuận, đó là Proof of Stake hay các bạn. Có thể dễ hiểu thì đây là việc mà những người dùng như mình có cơ hội để trở thành validator của network bằng cách là mình đầu tư và mình stake đủ số lượng Ethereum theo yêu cầu thì mình có thể tham gia vào quá trình đó là xác nhận giao dịch. Và bởi vì mình cũng đã đầu tư cũng như là đã stake cái đồng Ethereum, vì vậy cho nên là xác suất mà mình chấp thuận những cái giao dịch mà gian lận á nó sẽ rất là thấp. Ưu điểm của việc chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake này đó là chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng điện rất là nhiều, lên đến là 99,5%, cũng như là chúng ta sẽ không cần phải có yêu cầu là máy tính có cấu hình quá mạnh để chúng ta tham gia vào quá trình đó là xác thực giao dịch. Có rất nhiều trader cũng như là các chuyên gia cho rằng là lần hợp nhất này của Ethereum sẽ là một chất xúc tác khiến cho cả thị trường crypto sẽ tăng trưởng trở lại trong tháng 9 năm nay nếu như mà sự trì hoãn nó không được diễn ra. Bản nâng cấp The Merge này của Ethereum đã được triển khai từ rất là lâu rồi, tuy nhiên không phải dễ để hoàn thành được. Từ năm 2016 cho đến nay thì vẫn chưa hoàn thành hay các bạn. Những holder Ethereum cũng như là mình cũng đang kỳ vọng rằng là lần nâng cấp này của Ethereum sẽ được thành công và từ đó nó sẽ thúc đẩy cho giá của Ethereum tăng và kéo cho cả thị trường đi lên trở lại. Cập nhật thêm với các bạn thì từ trước đến nay blockchain của Ethereum chỉ xử lý được đó là 15 giao dịch trên mỗi giây. Tuy nhiên tốc độ còn khá là chậm nhưng mà nhu cầu sử dụng đang rất là lớn. Từ đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là bị nghẽn mạng cũng như là chi phí giao dịch đó, nó sẽ tăng lên rất là cao. Vì vậy sau lần nâng cấp này thì sẽ đến lần chuyển đổi tiếp theo, đó là công nghệ sharding để mở rộng được số giao dịch mỗi giây trên blockchain của Ethereum, có thể là từ 15 TPS lên đến là 100.000 TPS, nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể lên đến là 5.000 giao dịch mỗi giây thôi là cũng rất là tốt rồi. Vậy thì tại sao lần hợp nhất này của Ethereum lại trở nên quan trọng? Đó là bởi vì Ethereum đang muốn giữ chân cộng đồng người dùng rất là lớn như hiện nay, vì vậy họ sẽ phải mở rộng khả năng xử lý giao dịch cũng như là giảm cái phí giao dịch xuống. Kèm với đó thì bản nâng cấp này sẽ giảm được việc tiêu thụ năng lượng điện đi rất là nhiều. Thêm nữa là sẽ giảm được là khoảng 90% nguồn cung của Ethereum mới được phát hành. Vì vậy rất là nhiều người họ sẽ đang kỳ vọng rằng á là chỉ cần một lượng nhu cầu vừa đủ, nó sẽ thúc đẩy cho giá của Ethereum tăng trưởng rất là mạnh trong những năm tiếp theo. Điều này ngày càng trở nên dễ hơn, đó là bởi vì từ trước đến bây giờ thì thợ đào muốn đào ra Ethereum thì họ cần phải có máy tính có cấu hình rất là khủng. Tuy nhiên nếu bây giờ chuyển sang cơ chế Proof of Stake thì họ bắt buộc phải chuyển sang việc đó là mua, nắm giữ cũng như là stake cái đồng ETH thì mới có thể tham gia vào quá trình đó là xác nhận giao dịch. Từ đó nó sẽ thúc đẩy cho cái việc đó là nhu cầu về Ethereum nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Vậy thì trong trường hợp mà thợ đào họ vẫn muốn sử dụng cơ chế đào thì bên dự án Ethereum họ có cách giải quyết nào hay không? Câu trả lời là có, họ sẽ triển khai việc tăng độ khó cho việc đào một block trên Ethereum. Từ đó nó sẽ khiến cho cơ chế Proof of Work nó sẽ không khả thi bởi vì là chi phí để đào ra Ethereum nó sẽ cao cũng như là khiến cho thợ đào bị lỗ, thì họ sẽ chuyển dần sang cơ chế đó là Proof of Stake, tức là họ sẽ bán dần máy đào đi và dùng tiền đó để chuyển dần sang việc đó là mua và nắm giữ cũng như là stake cái đồng Ethereum. Và tin tức về lần hợp nhất này của Ethereum đang là một nguồn động lực rất là lớn khiến cho giá của Ethereum nó đang có động lực là tăng trưởng rất là mạnh trong cái đợt sóng hồi trong thời gian gần đây, từ vùng giá là 1.000 đô lên vùng 1.600 đô, tức là đã tăng 60% rồi các bạn. Trong tương lai có thể là chu kỳ sau kéo dài từ 2 cho đến 3 năm thì Ethereum sẽ hoàn thành những lần nâng cấp hoàn chỉnh. Từ đó cái việc mà Ethereum sẽ vượt qua Bitcoin nó cũng là điều bình thường ha các bạn. Bởi vì nguồn cung phát hành Ethereum cũng sẽ giảm đi 90% khi chuyển sang cơ chế đồng thuận. Phí giao dịch cũng sẽ dần bị đốt đi, khiến cho Ethereum sẽ trở nên giảm phát và khả năng mở rộng giao dịch của Ethereum nó sẽ cũng sẽ tăng lên ha các bạn. Lúc mà thị trường uptrend thì nhu cầu mua và nắm giữ Ethereum nó cũng sẽ tăng lên rất là mạnh.
Kèm với đó là các thợ đào họ sẽ bán dần các máy đào để dùng tiền đó chuyển sang việc mua và nắm giữ Ethereum. Từ đó là nhu cầu nó đang lớn hơn cái nguồn cung ở trên thị trường. Vì vậy nó sẽ thúc đẩy cho giá của Ethereum nó sẽ tăng lên rất là mạnh trong chu kỳ sau ha các bạn. Tuy nhiên về mặt phân tích kỹ thuật thì trong giai đoạn này thì giá của Ethereum đã hồi phục rất là mạnh trong cái nhịp sóng hồi lần này của thị trường. Giá đã hồi phục từ vùng 1.000 lên vùng 1.650 đô, tức là nó đã hồi phục là 65%. Và các bạn thấy được là giá đã chạm vào vùng Fibonacci 0.786 và tại đây nó đang xuất hiện nên những cái áp lực bán rất là mạnh. Nhưng mà khi mình zoom vào khung thời gian nhỏ hơn, đó là khung thời gian 4 giờ thì mình đang thấy rằng là có khả năng mà Ethereum quay đầu giảm giá, nó có xác suất lên đến là 70% mà các bạn. Đó là bởi vì giá và chỉ báo kỹ thuật nó đang có sự phân kỳ đỉnh. Khi mà giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước này, nhưng mà chỉ báo RSI và động lượng MACD á, thì nó đang hình thành nên những cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước. Và cái sự phân kỳ đỉnh giảm giá này nó đã được xác nhận khi mà chỉ báo RSI á, nó đã phá xuống cái đường màu đỏ ở đây ha các bạn. Và tại đây thì có khả năng cao thì giá nó sẽ phá cái vùng hỗ trợ 1.481 đô và tiếp tục cái cấu trúc giảm của nó trong thời gian tới. Hiện tại thì sự kiện với giải thưởng là hơn 500.000 đô của Coin98 vẫn đang được diễn ra cho đến ngày 7 tháng 8. Các bạn có thể tham gia 3 trò chơi trong sự kiện để có cơ hội kiếm tiền nhé. Mỗi ngày đăng nhập thì chúng ta sẽ nhận được một vé quay số miễn phí. Qua đó có thể là sẽ nhận được tiền từ trò chơi. Thêm vào đó là chúng ta sẽ thu thập đủ số logo theo yêu cầu để chúng ta share pool giải thưởng rất là lớn ha các bạn. Và bài viết hướng dẫn mình sẽ để dưới phần bình luận của video để các bạn có thể xem được chi tiết hơn ha. Tiếp tục là về dữ liệu on-chain của Ethereum đang báo hiệu rằng là có một đợt gom hàng rất là lớn từ các địa chỉ ví cá voi khi mà lượng Ethereum được rút ròng rất là mạnh kể từ năm 2020 cho đến nay ha các bạn. Trong tuần vừa rồi thì có hai lần rút Ethereum rất là lớn. Lần đầu tiên là rút đến tặng lệnh hơn 500.000 Ethereum ha các bạn. Và lần rút mạnh hơn á, nó lên đến là hơn 1,5 triệu đồng Ethereum. Và có thể là đây là nguyên nhân giúp cho Ethereum tăng mạnh 60% trong tuần vừa qua, bởi vì lực mua đang rất là mạnh trong thời điểm đó. Và thêm một thông tin nữa về Voyager Digital, sau khi mà phá sản thì hiện tại đã từ chối việc mua lại của quỹ đầu tư Alameda Research do Sam Bankman làm CEO hả các bạn. Bởi vì họ đang cho rằng là yêu cầu này có thể gây bất lợi cho người dùng, bởi vì là phải mở tài khoản của sàn FTX. Có thể là Voyager Digital họ đang sợ là bị mắc người dùng vào tay của FTX. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng là người dùng hiện tại họ cũng đang không còn tin tưởng vào Voyager nữa rồi. Và trong lúc này, nếu như mà để FTX mua lại Voyager thì nó sẽ tốt hơn cho người dùng, bởi vì người dùng họ có thể là họ sẽ lấy lại được tài sản của họ. Tuy nhiên là yêu cầu này vẫn đang bị từ chối. Vì vậy, nếu như mà có thông tin trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật với anh chị và các bạn trong các video sau. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được là ông trùm của sàn FTX đang ra sức để thâu tóm các công ty crypto khác. Đầu tháng này là có công ty BlockFi đã được FTX mua lại rồi các bạn. Hiện tại thì FTX vẫn đang huy động vốn để thâu tóm các công ty crypto khác, cũng như là nâng mức định giá của FTX lên 8 tỷ đô. Và tiếp theo sẽ là một chút về biểu đồ kỹ thuật của đồng coin sàn FTX, đó là FTT. Thì các bạn có thể thấy được là trên khung thời gian tuần, mặc dù là giá của Bitcoin đã giảm rất là mạnh từ vùng 60.000 về vùng 20.000, tuy nhiên là giá của đồng token FTT này nó chỉ giảm là vì vùng hỗ trợ trên khung thời gian tuần mà thôi ha. Tức là nó đã giảm từ vùng 70 đô về vùng giá đó là 30 đô, tức là nó chỉ chia 2 lần một tí thôi ha các bạn. Và tại đây thì nó đang nhận được một vùng hỗ trợ, cũng như là nhận được lực mua rất là mạnh từ vùng hỗ trợ này. Đó là vùng đáy dẫn đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng. Và tại đây thì các bạn thấy được là trước đó nó đã xuất hiện một sự phân kỳ đỉnh giảm giá, bởi vì là giá tạo đỉnh sau cao đỉnh trước. Nhưng mà chỉ báo kỹ thuật RSI cũng như là histogram của MACD nó đang tạo những cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước. Vì vậy nó xuất hiện nên một cái nhịp giảm rất là mạnh kèm với lại thị trường chung hả các bạn. Và tại đây thì các bạn thấy được là trong lần này á, thì giá của FTT nó đang hỗ trợ rất là mạnh và liên tục hình thành những cây nến binh ba tăng giá ha. Và tại đây thì mình vẫn đang chưa thấy là có một dấu hiệu nào có cái áp lực mua mạnh. Vì vậy chúng ta vẫn nên kiên nhẫn ha các bạn. Nếu các bạn muốn đầu tư vào sàn FTX cũng như là cái token FTT này thì chúng ta cũng nên kiên nhẫn chờ đợi thêm vài tuần nữa, để nếu như mà nó có một setup tăng giá, ví dụ như là nến nhắn chìm tăng hoặc là sự phá vỡ giá mang dị hướng là tăng á, thì chúng ta có thể vào, chúng ta mua được, đầu tư được cái đồng FTT này ha. Và cuối cùng là về biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin, thì các bạn có thể thấy được là Bitcoin sau khi mà nó hồi lên đúng vùng Fibonacci tỷ lệ vàng ở đây là quanh khu vực 0.5, đó là ở quanh vùng 23.900 đô á, thì nó đã quay đầu, nó giảm trở lại rồi. Và các bạn có thể thấy được là trong thời gian sắp tới thì cuộc họp Fed về việc công bố lãi suất nó cũng sẽ khiến cho giá của Bitcoin rất là khó để tăng được. Và kèm với xu hướng chính trên thị trường ngay lúc này vẫn đang là xu hướng giảm, thì hiện qua đỉnh và đáy nó đang thấp dần.
và một đường trend line giảm rất là lớn ngay tại đây thì rất là khó để Bitcoin nó tăng mạnh trở lại được. Vì vậy mình đang view là nó sẽ tiếp tục cái xu hướng giảm của nó, tức là nó sẽ tiếp tục nó giảm về vùng là tầm 17.694 đô một lần nữa ha các bạn. Và khả năng diễn ra kịch bản này nó lên đến xác suất đó là 70%, còn 30% còn lại nó sẽ break out được cái đường trend line giảm này và nó tiếp tục tăng lên quanh khu vực 30-32.000 đô trong thời gian tới ha. Team mình đang có một nơi chuyên cung cấp thông tin sát nhất về thị trường cũng như là cung cấp những kiến thức rất là thú vị dành cho những bạn muốn trao đổi kiến thức. Mình sẽ để một đường link tham gia ở dưới phần mô tả của video này nhé. Và tóm lại thì mình đang thấy rằng là lần nâng cấp sắp tới của Ethereum nếu như mà không bị trì hoãn sẽ là một động lực rất là lớn khiến cho giá của Ethereum tăng trưởng cũng như là kéo cả thị trường crypto đi lên trở lại. Còn trong thời điểm này thì mình đang thấy rằng là thị trường đã hồi phục đủ rồi, kèm với tin tức về lãi suất sắp tới sẽ được Fed tung ra. Vì vậy đó là dấu hiệu cho thấy rằng là con sóng hồi phục này đã được kết thúc. Thị trường sẽ tiếp tục giảm thuận theo xu hướng chính có xác suất lên đến là 70%. Vì vậy những vị thế mua lướt sóng ngay trong lúc này thì mình nghĩ là không nên nữa. Còn những vị thế đầu tư dài hạn thì mình vẫn mua vào đều đặn hàng tháng để tối ưu được cái mức giá vốn của mình. Còn những bạn đang xem kênh của mình đang có những hành động gì thì đừng quên để lại một bình luận ở dưới video này để chia sẻ với mình nhé. Nếu anh chị và các bạn muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh mình thì đừng quên dành 5 giây để nhấn like video cũng như là subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình dựa vào yếu tố là thông tin tham khảo, chia sẻ quan điểm cá nhân, mỗi quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là khuyên đầu tư tài chính nhé. Video này của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.